Em xin chào mừng tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái app cũng như một cái con đào tiền cũng khá là tiềm năng. Thì trong một số con đào á thì có một cái con đã được lên sàn nha mọi người. Con lên sàn đó là Titicon Network, hình biểu tượng như là con mèo màu trắng nha. Thì cái đó em sẽ làm giới thiệu sau. Đó là cái con đã lên lít sàn ở Ấn Độ rồi nha mọi người. Và hôm nay chúng ta tiếp tục làm một cái con nữa nha mọi người ơi. Đây, HBCU thì mọi người vào xét lay anh chị mình gõ HBCU giúp em nha, HBCU. Sẽ ra thì nó ra rất là nhiều mọi người, nhưng mà mọi người lưu ý giùm em là HBCU Brutal tài chính ha. Đây. Và cái này hiện tại là trên 5.000. Nói chung là em giới thiệu hầu như là những cái app mới mới không mà, tại vì chúng ta được cái tốc độ đào cho nó nhanh. Và so với cái thang 5 thì nó là 4.3, rất là ok mọi người ạ. Thì thông tin về những cái vấn đề này thì mọi người cứ vào giúp em ha. Rồi. Đây. Này là ở bên Mỹ nha mọi người, app này của Mỹ. Và chúng ta vào cài đặt thôi. Em cài đặt xong thì sẽ nhấp vào mở. Và mọi người sẽ nhấp vào là kết nối với Google ha, tức là cái Gmail. Điện thoại thì em không khuyên, tại vì có một số mạng của chúng ta nó không có chấp nhận cái những cái mã của nước ngoài gửi về, nên là mọi người lưu ý. Chúng ta nhấp vào Continue with Google. Thì họ sẽ kêu chúng ta là tạo một cái mật khẩu nha mọi người. Tạo một cái lấy một cái Gmail. Thì em sẽ lấy một cái Gmail nào đó. Tùy mọi người thôi, cái Gmail nào mà mọi người chúng ta thường hay sử dụng á. Và bây giờ mình đổi tên nha mọi người. Cái first name này là cái tên của chúng ta. Thì anh chị đặt theo cái giấy chứng minh của mình, hoặc là bằng lái xe, hoặc là theo cái passport nha. First name cái này là bao gồm chữ lót và tên, còn last name là cái họ nha mọi người. Thì em là Hồ Nguyễn Hùng Tỉnh thì em sẽ nhập là như thế này. Hùng Tỉnh. Chữ hoa. Khoảng cách và có dấu nha mọi người. Nếu như anh chị nào mà chúng ta hai họ thì ở dưới mình cũng chỉ duy nhất một họ thôi. Còn ở trên thì mình nhập cái họ thứ hai của mình và cái chữ lót và cái tên ha. Đó. Ví dụ như như là Nguyễn Đỗ Tuấn Anh thì ở dưới last name này chữ Nguyễn, ở trên là first name là Đỗ Tuấn Anh. Đó. I am American. Bạn có phải là người Mỹ hay không? Mình không nha mọi người. Mình ở đâu thì mình ghi đó. Mình ở Việt Nam thì theo cái bảng danh sách đó, là chữ V nó sẽ nằm tuốt ở dưới cái danh sách này. Đây. Rồi IU. Ok, mình nhấp vào cái họ sẽ hỏi mình là cái gì mọi người. Họ hỏi là mình có phải là cựu sinh viên của HBCU hay không. Mình trả lời là không nha. Rồi bạn có ủng hộ tự do kinh tế xã hội không? Bạn trả lời là đúng nha. Yes giùm mình. Rồi, focus giúp em. À, cái mã mời này thì anh chị mình nhấp vào cái mã phía bên phải giúp em nha. Nhập cho cái mã giúp em, mã nó hơi dài. Mọi người có cái mã mời này mà mọi người mới tạo được cái tài khoản. Mọi người nhớ nhập cái mã mời của em phía bên phải nha mọi người. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ đưa đến một cái giao diện như thế này nè. Mọi người nhấp vào size giúp em. Thì sau 24 giờ chúng ta sẽ vào nhấp một lần nha mọi người. Đó. Thì sơ qua về cái này. Ở đây họ sẽ thông báo cho ta là
cái lượng mà con chúng ta đào được ha. Nó như của em đang hiển thị cho mọi người đây. Cái thứ hai là cái tem của chúng ta có ai thì sẽ nằm ở trong cái này. Đó. Rồi, chúng ta muốn thay đổi thông tin đó thì mọi người sẽ nhấp vào đây giúp em. Quan trọng là cái phần này nha mấy anh chị. Đó. Bây giờ mọi người có thể cập nhật luôn là cái ảnh đại diện của chúng ta nha. Thì chúng ta chọn chỉ cho phép khi dùng ứng dụng. Như em là cái hình này đi, em sẽ nhấp vào. Đó. Update chúng ta tải lên nha anh chị. Và cái thứ hai nữa mình sẽ cập nhật thêm một số phần. Đây. Mọi người mà khi mà tạo tài khoản nhớ nhập cái mã mời này của em ha, phía bên phải đây mọi người. Và họ sẽ kêu chúng ta xác minh bằng cái Facebook thì em khuyên là chúng ta không nên, tại vì Facebook này nó rất là ảo, dễ bị hack. Và cái Apple này là những anh chị nào sử dụng iPhone thì mình cũng có thể xác minh ha. Còn cái bước nữa là xác minh bằng cái số điện thoại giúp em. Ok. Đó. Nhưng mà hiện tại là chưa có cho xác minh bằng số điện thoại nha mọi người. Khi nào có em sẽ điều chỉnh sau. Và cái phần phía dưới, cái white paper này là cái danh sách trắng, tức là đó là quy định những tất cả gì, những cái lịch trình đồ của một cái con nào đó anh chị vào xem. Và cái logout này là chúng ta thoát. Và khi anh chị logout á, em khuyên là chúng ta hết cái giai đoạn đào chúng ta hả, hết một cái phiên đào chúng ta hả logout. Mọi người đang đào logout ra là mọi người sẽ mất hết những cái con chúng ta đang có. Và đặc biệt á, mỗi người chỉ được một cái tài khoản thôi nha. Anh chị đừng có lợi dụng tạo quá nhiều tài khoản, mặc dù chúng ta sử dụng số điện thoại khác nhau và cái Gmail khác nhau, nhưng sau này quy chung lại xác minh là cái bản thân của chúng ta luôn, nên là rất khó họ sẽ loại trừ những cái tài khoản ảo nha mọi người. Đó thì bây giờ cái con này hiện tại là tới đây thôi, còn những vấn đề mà liên quan tới KYC cũng như là lên sàn hoặc là list sàn nào em sẽ giới thiệu sau nha mọi người. Và những anh chị nào xem của em á, thì muốn tham khảo thêm á, thì cứ vào cái kênh và hoặc những cái đường link mô tả em có để một số con mà đã có mã mời của em á, anh chị mình cứ nghiên cứu nha. Cái đó là những cái app em thấy có rất có tiềm năng để list sàn đó. Nói chung chúng ta không có muốn bỏ tiền thì chúng ta phải, nhất là phải tốn công sức, cái hai nữa phải tốn thời gian mọi người đó. Chứ không phải mà 1-2-3 ngày là có liền. Anh chị nào đào 1-2-3 ngày hoặc 1-2-3 tháng bỏ á, là coi như anh chị mất công và bảo đảm không bao giờ thành công được đó. Thì cái video của em đến đây là hết. À, anh chị mình nhớ cho em một cái like, đăng ký kênh ủng hộ để đón nhận những cái con mới mà em sẽ cập nhật nha mọi người. À, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống nha.